September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good. Hello, xin chào mọi người. Và sau một thời gian dài đằng đẵng vô tận, dài ơi là dài, dài kinh khủng dài, và cuối cùng mình đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay mình sẽ mang đến một make up look mới dành cho các bạn. Chẳng hiểu tại sao hôm nay mình có cảm hứng là rất là bánh bèo, cho nên là mình đã lựa chọn chủ đề make up của ngày hôm nay, đó chính là tông màu hồng, hồng đất. Nhưng mà lên video lại trông có vẻ có màu hồng san hô thì phải nhở. Thực sự rất lâu rồi mình chưa làm video cho các bạn. Thực sự rất xin lỗi bởi vì mình gặp một chút vấn đề về, gọi là vấn đề về chỗ ăn ở các thứ, và mong các bạn thông cảm cho mình bởi vì mình ra video rất là vớ vẩn linh tinh. Nhưng mà thực sự thì mình gặp, đúng là gặp vấn đề khó khăn thật, cho nên là cũng mong mọi người thông cảm cho mình. Và mình xin hứa xong trong tương lai mình sẽ làm, cố gắng làm video thật nhiều để mang đến cho các bạn có thể xem được những video tốt hơn, chất lượng tốt hơn. Và bây giờ không nói dài dòng nữa, chúng ta cùng bắt đầu vào video thôi. Hôm nay mình sẽ sử dụng cushion của Misha để làm lớp nền make up. Với những ngày lười dùng kem nền, kem nót các thứ thì cushion chính là một giải pháp cứu cánh hữu ích cho chúng ta. Tán thật đều lên toàn bộ khuôn mặt. Tiếp theo mình sẽ sử dụng kem che khuyết điểm của Clio để che đi toàn bộ những vết thâm mụn và quầng mắt xấu xí. Và dùng Beauty Blender để tán đều kem che khuyết điểm ra. Tiếp theo sau đây là chúng ta sẽ kẻ lông mày. Và dùng bột tản mày để cho lông mày thêm tự nhiên và đều màu. Ngày hôm nay mình sẽ sử dụng
tạo khối của Anastasia. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là em Ticklear, màu Hollyhock của nhà 3CE. Em Multipolip này có thể dùng làm phấn mắt, má, môi, đa di năng mà màu siêu siêu đẹp luôn ý. Mình thích nhất màu này trong bảng, cả tất cả các bảng màu của nó. Trời ơi, xinh kinh khủng, xinh luôn ý các bạn ơi. Không kém phần quan trọng đó chính là bảng mắt này đây. Chúng ta cần phải màu nâu để làm cho phấn mắt thành màu hồng đất chứ nhỉ. Và em nhũ mắt trong truyền thuyết đấy các bác ạ. Trời ơi, nó đẹp, nó sáng kinh khủng luôn. Mà thực sự là chưa thấy một cái loại nào mà nó sáng lung linh, nó đẹp như này luôn các bác. Mình thích quá đi mất. Vừa rẻ vừa ngon. Hi hi. Dạo gần đây mình có xu hướng thích kẻ mắt bằng chì hơn là kẻ bằng bút dạ hay là gel eyeliner. Tại vì cảm giác kẻ bằng chì nó vừa tự nhiên mà nó vừa đem lại cái độ gì đấy mà nói chung là mình thích. Thế thôi. Và đừng quên là lấy nhũ đánh đầu mắt nữa nha, để cho mắt cực kỳ lung linh và sáng láng. Bấm mi và trải mascara để cho đôi lông mi cong vút đẹp tự nhiên. Thank you.
mình vẫn muốn mắt sáng hơn nữa, cho nên mình sẽ dùng thêm nhũ mắt của 3CE. Kaka. Điểm thêm má hồng vào hai bên má để cho đỡ giống chết chơi nào. Và bây giờ là đến giờ quánh son. Nay mình sẽ pha trộn hai màu, giữa màu của Maybelline và màu của 3CE vào với nhau để tạo ra hiệu ứng màu đẹp nhất có thể. Haha. Bập. Đẹp chưa? Nghe giọng con đồng tiếng là bạn đã biết bị khùng. Nay mình lại thích cái vẻ không phải là da bóng căng bóng mịn nữa, mà là da lì lì như phủ xương. Trời ơi, mình thích lắm luôn ý. Tự dưng mấy đợt này mình thích màu lì lì, vì vậy hôm nay mình sẽ phủ phấn lên lớp make up này của mình. Và cuối cùng không thể thiếu chính là highlight, giúp cho khuôn mặt của chúng ta thêm căng mọng, bừng sáng lên và giúp cho mũi của mình cao hơn nữa. Và xong. Cảm ơn mọi người vì đã xem hết cái video này của mình. Nhớ like, share và subscribe channel của mình để đón chờ thêm những video tiếp theo khác nhé. Và nhớ hãy comment ý kiến của bạn về video này của mình như thế nào xuống phần bình luận phía bên dưới để mình có thể xem và cũng như là tiếp thu thêm những cái góp ý của các bạn. Và hãy comment chủ đề mà các bạn muốn mình làm và mình sẽ làm theo cái chủ đề đó. À, mình thực sự rất là buồn vì hôm nay cái video này là video lần thứ hai mình quay. Bởi vì trước cái video thứ nhất thì cũng chính là về vấn đề bộ nhớ bị đầy, cho nên là mình đã xóa cái video đi, mà không hiểu tại sao mà mỗi lần xóa đi cái video gốc thì là toàn bộ cái video mình edit các thứ xong là nó bị mất hoàn toàn. Thế là mình có thể quay lại từ đầu. Nên là mọi người xem video này nhớ like cho mình nhé. Like, share và subscribe channel để ủng hộ tinh thần làm việc của mình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.